Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn kiểm tuốt dây điện đa năng Yato IT2313. Đây là toàn bộ bên ngoài sản phẩm. Tông màu chủ đạo của Yato là đỏ, đen và trắng. Đây là các thông số cơ bản của kìm tuốt dây điện. Chiều dài là 205 mm. Độ cứng HRC 5257. Có thể tuốt được vỏ cốt và cắt được cốt, cắt lõi dây điện. Đây là một số các đầu cốt có thể dùng khi không có kìm chuyên dụng. Đây là mặt sau của vỏ. Tôi sẽ đi vào năng chính của sản phẩm. Đây là đầu giữ và đây là đầu cắt. Khi đầu ấy cắt và đầu ấy giữ thì đầu vỏ dây điện sẽ tuốt ra. Còn đây là thanh trượt dùng để đo độ dài, độ sâu của đoạn dây điện mình muốn tuốt. Còn đây là lưỡi để cắt dây điện. Đây, tôi sẽ ví dụ luôn cho các bạn xem. Đó. Rất dễ. Các bạn lưu ý, đây là núm chỉnh độ to, độ nhỏ của dây điện. Ví dụ đây là dây to thì tôi sẽ để ở một cái kích thước nó vừa hơn một chút. Đầu nhỏ. Phần nhỏ cho nhỏ ở đây. Khi không cần đo thì có thể gạt về đây về giữa. Đưa đầu cốt theo cái khả năng, tùy theo cái vị trí của mình. Một điểm hay của kìm này là tôi có thể tuốt được cốt ở ngay thân giữa của dây điện mà không cần đó. Các bạn thấy rõ, thấy chưa? Tôi phải tuốt vào đây và đấu trực tiếp dây điện vào đây, rất là hay. Kìm có thể dùng cho gia đình hoặc là dùng cho thợ chuyên nghiệp, khá là tiện lợi. Đó, các bạn xem. Dây có thể tuốt được từ 2.5 trở xuống. Nhanh, không cần phải dao kéo hoặc là cắt cung gì phức tạp. Chúng ta có thể một thao tác đưa vào và bóp. Đây, đầu tinh chỉnh cho to cho nhỏ. Tiện đúng không ạ? Độ tuốt rất nhanh, tiết kiệm thời gian. Ok, đây là toàn bộ sản phẩm và những cái công năng chính mà tôi đã giới thiệu. Đây mặt sau. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Các bạn hãy subscribe tại nút ở dưới để có thể theo dõi những sản phẩm khác của Yato.